Em nó suốt ngày uống rượu, em cũng không thích xuống xuống nhà nó. Hôm nay nó cũng đi uống rượu, nó cũng ở nhà. Toàn nó thôi, chết rồi. Anh em mình cũng chưa xuống đấy bao giờ các bạn, chưa chưa gặp bao giờ, thì muốn làm sao mà có một cái câu chuyện nói gặp trực tiếp mà bố chồng của em trở đây để xem là tình hình đến mức độ như thế nào, có thể là nói chuyện được với lại chú ấy không. Kính chào cô ba anh chị và tất cả mọi người, tiếp tục quay trở lại với Hoa Đá Cao Nguyên. Hôm nay anh em mình lại có mặt tại nhà bé kia. Kia chào ông bà cô bác nè. Chào Chào con, chào hai ông bà cháu, cô chào bác. các bác. Cháu Rồi. chào các bác. Nó đây. Cháu chào các bác. Đúng rồi, ngoan quá. Sao nên làm chị rồi đấy, nhà không đơn giản đâu. Chị này lớn lắm rồi đấy. Đi đi buổi tối đi đâu ấy? Nó đi chơi. Chào chào các ông bà cô bác đi. Chào các bác. Các bác thân mến, hôm nay anh em mình vào đây thì cái mục đích là như lần trước ấy, anh em mình đã vào rồi. Là anh em mình sẽ hỗ trợ cho chở giả trước 1 năm tiền thuê cái nhà này đấy, cho cái anh chủ nhà bên này. Nhưng mà lúc lễ vào là thấy nhà vẫn đóng cửa. À, bên này thì không biết hôm nay họ làm cái gì cả. Cái chú này chú đi làm đến tầm nào thì chú ấy về? Nó đi làm cả ngày tới nó mới về. Anh em mình vào đây thì khá là nhiều lần rồi các bạn. Và có những thời điểm thì vào toàn vào cái tầm giữa giữa buổi thôi, nên là cũng chưa lần nào gặp, và duy chỉ có 1 2 lần gì đó là gặp con của cái anh chủ đất này và gặp vợ. Đấy, nhưng mà các cháu thì còn nhỏ và vợ anh ấy thì cũng không nói được tiếng phổ thông nhiều, anh em mình cũng không giao tiếp được nhiều đấy, và cũng chưa có dịp để gặp. Tuy nhiên thì cái thời điểm vừa rồi thì em chở có nói là chú ấy sang nhắc cái tiền mà để thuê cái mảnh đất này mấy lần rồi, vì là chở ở đây là cũng đã được 1 năm rồi, người ta đòi thì cũng 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 đúng thôi. Đấy, vì là với một cái số tiền chỉ có vỏn vẹn 1 triệu 1 năm thì so với mọi người thì nó cũng không nhiều, thậm chí là nó cũng rất là ít, vì bây giờ thuê một cái phòng trọ bé bé ở ngoài ngoài thị trấn nó cũng rơi tầm 1 triệu đến 1,2 triệu 1 tháng rồi các bạn, nếu như một phòng trọ có khép kín đầy đủ. Đấy, còn đây là cả 1 năm trời mới có 1 triệu. Đấy, thì do là cái điều kiện của trở bây giờ cũng không còn cái gì, không có cái gì các bạn. Đấy, mọi thứ thì anh em mình cũng đều từ cái sự kêu gọi, từ sự ủng hộ từ các bác, thì anh em mình sẽ trích một cái khoản trong cái quỹ của trở ra là 1 triệu để tí nữa nếu mà anh ấy về thì anh em mình sẽ thanh toán luôn cái 1 năm, và sẽ đàm phán lại. Đấy, sẽ nói giúp cho trở xem là anh ấy có thể cho ở thêm được khoảng tầm 1 năm nữa hay không. Đấy, 1 đến 2 năm nữa thì càng tốt, vì là bây giờ thì tầm 1 2 năm nữa thì trở cái cháu bé sắp sinh này là mới có được 1 2 tuổi thôi, nếu mà người ta không cho ở nữa thì thật sự nó rất là khó. Hoặc là anh em mình có một trong trường hợp khó nữa thì sẽ xuống để mà nói chuyện với lại bố chồng của trở. Hôm từ lúc vào giờ đấy anh em mình tập trung vào vào em trở thôi, vào hai mẹ con thôi, hỗ trợ cho hai mẹ con, thứ nhất là về cái nhu yếu phẩm và cái thứ hai nữa là sức khỏe của em trở đây. Thì lần trước đã đưa đi khám rồi, nhớ nhá, tuần sau là lại lịch trình đi khám á. Đi xuống thì cứ gọi anh thôi, vẫn nhờ cái chị lần trước đi nhá. Chị đấy chở đi, mà kể cả đến hôm nào mà có sinh em bé thì cũng nhờ chị đi. Anh sẽ gửi tiền nhá, anh sẽ đưa cái tiền 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 đấy của quỹ đấy thì sẽ hỗ trợ cho em làm sao mà mẹ tròn con vuông. Đấy. Còn nếu mà khỏe mạnh, mà lần trước đẻ em bé kia đẻ kia là cũng đẻ ở nhà nhỉ,
Vâng, cũng để ở nhà. Không biết nên lúc để hay để nhà hay để bệnh viện. Thích để ở nhà hay để ở viện? Thích để ở nhà. Thích để ở nhà. Đi để bệnh viện sợ người ta đi để người ta nói thì mình chưa đi, chưa đi để thì mình cũng sợ rồi. Con không sợ. Vâng, để ở nhà không sợ. Đấy là cách nghĩ của em thôi. Anh đây ba đứa con là đều đi ra viện đẻ hết. Đi bệnh viện đẻ thì nó an toàn, em hiểu chưa? Vâng. An toàn, có vấn đề gì xảy ra là có bác sĩ. Người ta có chuyên môn, người ta sẽ xử lý được luôn. Còn ở nhà mà cái việc đẻ đái là không nói trước được cái gì đâu. Vâng. Nó rất là nguy hiểm. Đấy, theo anh thì tốt nhất là đến hôm mà trở dạ ấy, cảm thấy trong người là khó chịu rồi, dậm dịch rồi thì tốt nhất là đi ra viện. Vâng. Đấy thì con cái thì em phải tự bố trí thôi. Vâng. Một là cho gửi bên trên chỗ bà Mỹ kìa. Đấy, hai là nhà chú chủ đất này mà nếu mà nó quen ở đây rồi thì nhờ chú ấy, trông hộ 1-2-3 buổi. Hoặc vâng. là cái chị mà chị chở mình đi ấy, có thể là cho cháu kia xuống đấy, xong là vừa trông em vừa ở đấy luôn thì mình coi như mình giả công cho chị ấy, cũng như đi làm thuê ấy. Một ngày bao nhiêu tiền đấy. Chứ bây giờ hai mẹ con thì cũng không biết làm cách nào, không biết là phương án nào cho hợp lý các bạn. Còn không biết đến hôm đấy là chồng của bé trở này có thể liên lạc được không để mà về để chăm sóc vợ con hay không. Thì cái đấy thì anh em mình cái đấy thì do là em trở sẽ phải làm sao mà tìm cách mà liên lạc với chồng thôi. Còn bây giờ như cháu kia thì thật sự các bác là anh em mình vào đây cũng khá là nhiều lần, cũng để mà bế được cháu là cũng hơi khó vì đang rất là bện mẹ. Đấy, và cái tầm tuổi đấy thì trẻ con ở trong làng trong xóm thì các bác biết đấy, cũng chỉ loanh quanh luẩn quẩn với mẹ thôi. Đấy, và cũng không quen một ai tất cả. Cái điều mà anh em mình cũng rất là trăn trở. Tuy nhiên thì bây giờ cái hoàn cảnh của mỗi người nó mỗi khác các bạn. Anh em mình cố gắng làm sao mà hỗ trợ em trở đến khi mà sinh em bé, mẹ tròn hon vuông, mình sẽ hỗ trợ về cái khoản quỹ của kênh đấy, khoản quỹ mà các bác đã gửi cho thì anh em mình sẽ cố gắng hết sức làm sao mà cho đến khi mà sinh em bé xong thì vẫn còn một cái khoản kinh phí để mà mua nhu yếu phẩm các thứ, mua những cái để phục vụ cho ba mẹ con. Đấy, thì bà Hiền cũng có nhờ anh em mình, vừa lúc nãy trên đường đi thôi, bà cũng có nhờ anh em mình là đến hôm tới này sẽ mua cho mẹ con trở là một bộ bếp ga. Đấy, bà cũng dặn là chưa mua luôn mà bao giờ phải gần đến khi sinh em bé cơ, vì là nếu mà bây giờ mà mua mà để ở đây ấy, mà đến lúc mà đi đẻ là sợ người ta vào người ta lấy mất, thì có thể là anh em mình sẽ dùng cái phương án là mua trước cái ngày đấy, xong là có thể gửi ở trên nhà cô Mì. Đấy, đến lúc nào em sinh em bé về nhà đấy, sinh hoạt ở nhà thì sẽ nhờ cô mang xuống. Đấy, nhờ cô mang xuống để mà đến lúc em đẻ là không đi lấy củi đấy đóm được thì sẽ chỉ dùng bếp ga thôi cho nó tiện. Vâng. Nhá. Thế bố chồng đợt này thế nào, có em có xuống đấy không? Em nó suốt ngày uống rượu em cũng không thích xuống. Xuống nhà nó, hôm nay nó cũng đi uống rượu, nó cũng ở nhà. Toàn nó thôi chứ. Anh em mình cũng chưa xuống đấy bao giờ các bạn, chưa gặp bao giờ, thì muốn làm sao mà có một cái câu chuyện nói gặp trực tiếp mà bố chồng của em trở đây để xem là tình hình đến mức độ như thế nào, có thể là nói chuyện được với lại chú ấy không. Ông bố chồng em bây giờ là ở với ai? Bây giờ ở với em trai. Em trai út à? Vâng. Út hay là út?
Còn các anh kia là ở riêng hết rồi hả? Các anh kia thì ở riêng hết rồi. Còn sữa không? Vẫn kia, còn. Kia, kia. Vẫn còn. Vẫn còn à? Vẫn. Có gì đấy? Kế bye bye. Bye nào. Lên chị rồi đấy. Thế bố hôm nay lại không ở nhà? Hôm nay nó không ở nhà. Suốt ngày đi đi ở nhà. Bông thì có hai ngôi sưng nó với nó với lại mày à? Đôi đôi không. Người trên thì người ta sẽ gọi bằng mày. Thực ra là người ta cũng đều gọi bằng nó hết, như kiểu tiếng Anh ấy. Nên là anh em mình nghe cũng không thấy vào tai đâu. Thậm chí là các bác khán giả rồi nghe sẽ không vào đâu, nhưng mà đấy nó là cái cách xưng hô của bà con rồi. Đấy, cũng như kiểu là tiếng Anh các bạn chỉ có cái danh xưng, cái ngôi xưng như vậy thôi. Úi giời, bà cũng là nó. Bà cũng là nó, bố cũng là bố mẹ cũng là nó. Nghe thì thấy là hơi bất kính, nhưng mà không phải đâu các bạn. Đấy là mọi người đều có những cái câu nói như vậy, nên là đều hay gọi chị nhau như vậy, nên là chị ơi đi. Ôi trời. Thật không? Ngày chị thôi nha. Ngày chị thôi nha. Mấy hôm nữa ra gì à nha. Gạo ăn còn không? Vẫn còn. Hai mẹ con thì ăn cũng không nhiều đâu. Nên anh em mình vẫn căn ke các bạn, vẫn căn làm sao để mà ví dụ mua một cái yến gạo đấy, làm sao trong khoảng thời gian bao lâu thì anh em mình sẽ mua tiếp. Hoặc là những cái gia vị muối mắm mì chính, thi thoảng sẽ mua thêm những cái đồ ăn tươi vào cho hai mẹ con. Thế là ông hôm nay cũng không ở nhà. Hôm nay nó không ạ, ông không ở nhà. Trên đường đi thì anh em mình đã tính rồi, cũng đã có rất nhiều những cái mà cái kế hoạch để khi mà vào đây thì anh em mình vào làm sao cho nó được việc nhất các bạn. Ví dụ như vào kia tôi có thể là gặp được cái anh chủ đất này thì xem là tôi bà tôi Hiền thì bà chuyện. Rất là lo, làm sao mà sợ nhất là cái quá trình ấy. Em chở mà khi mà đẻ đái xong ấy, sợ chủ đất người ta lại không cho ở nữa. Vì một cái lý do nào đấy, có thể là cái anh chủ đất này là có con trai, con chiếc nó đã lớn rồi. Hoặc là do là chậm tiền nong gì đấy. Thì hôm nay anh em mình cũng muốn vào là xử lý, giải quyết trước. Một năm đi. Đấy, một năm đi thì sau đấy là sẽ nhờ anh ấy. Người ta đã cho mình ở đến bây giờ rồi, chắc là cũng không đến mức độ người ta thấy hai mẹ con rồi thì sắp đẻ nữa, thì chắc là người ta cũng không đến mức độ mà bắt mình không cho ở nữa. Thì mình cứ đàm phán ở được thêm thời gian nào thì tốt cho mẹ con chờ thời gian đấy thôi. Bây giờ nếu mà cho mấy mẹ con mà không cho ở nữa thì ba mẹ con cũng sẽ không biết đi đâu. Đấy, mà anh em mình lại cũng có một cái hướng nữa, đó là xuống nói chuyện với lại bố chồng của chợ. Đấy, trong trường hợp mà chủ đất này người ta không cho ở nữa, hoặc là một cái phương án lâu dài thì mình có thể là nói chuyện với ông của ông nội của các cháu là xem xét, rồi thì mình cũng phải giải thích cho người ta hiểu. Đấy, để rằng người ta biết là đấy cũng là con cháu của nhà mình thôi. Đôi khi thì người Mông là họ người già ấy, họ cũng hay bảo thủ theo những cái nếp truyền thống của người ta. Nhiều phụ nữ người Mông là cũng khi mà đi lấy chồng khác rồi thì con cái thì cứ xác định là của nhà chồng thôi, không bao giờ nhận lại nữa. Mai lại đi học. Mai đi học rồi. Kia rất là xinh gái nha. Mỗi tội là mấy hôm nữa mà mẹ có đẻ thì là khá là vất vả đấy. Nó lại chắc... nghỉ nữa, chắc là mày hôn đệ thì mấy hôm đẻ thì phải tính thôi, tính toán em
cái phương án nào mà gửi được nó là cái tốt nhất. Tốt nhất là gửi một vài hôm, vì là bây giờ đi ra bệnh viện đẻ, nếu mà đẻ thường ấy thì thông thường thì sẽ từ 3 đến 5 hôm. Đấy, sức khỏe của mẹ tốt thì 3 đến 5 hôm là bác sĩ họ cũng cho mình về rồi. Đấy, cho về thì mình vẫn có thể là, nó vẫn có thể loanh quanh luẩn quẩn ở cùng mình được. Thế còn bây giờ cái phương án mà đến mức độ mà cháu nó không nghe nữa thì đành phải cho nó đi theo thôi. Nhưng mà đi theo thì vẫn phải có một người lớn. Thì mình có thể thuê một ai đấy, nhờ một ai đấy người ta đi cùng. Thì tiền thì đến lúc nào mà em cảm thấy là bảo anh ơi em chắc là một vài hôm nữa là em đẻ đấy thì phải điện cho anh nhá. Vâng. Điện cho anh sẽ đưa tiền cho. Chứ còn bây giờ thật sự mà đưa cho chở tiền bây giờ anh em mình cũng rất là lo. Đấy. Nó nhất là bây giờ nhà thì tuỳnh toàng, nhà thì người ta nhấc phát là ra rồi, người ta lại vào người ta lấy hết, có mấy đồng người ta lấy hết đi thì đúng là đến lúc đẻ là không có cái gì đâu. Đấy. Bọn anh thì cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Và thực ra bây giờ thì để dùng đến đồng tiền thì anh em mình cũng đã mua sắm hết các thứ rồi. Đến hôm này mà có đẻ nữa thì còn thiếu cái đồ gì thì anh sẽ nhờ vợ anh đi sắm nốt. Vâng. Những cái đồ riêng của phụ nữ thì sẽ sắm hết các bạn, và sẽ đưa cho chở một cái khoản tiền. Đấy. Cũng không thể đưa hết, cũng không đưa hết đâu nhá, đưa cho một làm sao mà đủ chi phí trong phạm vi từ lúc đẻ đến lúc tròn một tháng. Đấy, rồi thì sau một tháng thì bọn anh sẽ vào và bọn anh sẽ hỗ trợ tiếp. Vâng. Có thể chia làm hai đợt các bạn, chia làm hai đợt để đưa cho chở. Đấy, còn cũng mong là em có duyên đẻ con cái xong mà được các bác hỗ trợ nữa thì anh em mình cũng cảm ơn vô cùng. Bây giờ thì cũng rất là mong, vẫn mong được thêm được những cái sự trợ giúp cho ba mẹ con. Đấy, vì với một cái số tiền mười mấy triệu kia thì anh em mình cũng đã mua sắm, và bây giờ sau một quãng thời gian em chở sinh em bé thì ít nhất cũng phải vài tháng mới có thể hoạt động lại được bình thường. Mà con còn nhỏ thì để mà làm kiếm ra đồng tiền thì cũng vô cùng khó khăn các bác. Nên là cũng mong muốn là anh em mình cứ chia sẻ thôi. Cũng mong muốn có thêm nhiều sự trợ duyên từ các bác. Còn hôm nay thì chú kia mà chú không về thì anh cứ em cầm cái khoản tiền 1 triệu này nhá. Vâng. Xong là em về em sẽ thanh toán với chú ấy 1 năm tiền nhà trước. Vâng. Nhá, bảo chú là cho cháu ở thêm càng được lâu càng tốt. Thì 1 năm có 1 triệu mà các bác, nếu mà được 1 2 năm nữa thì càng tốt, thì chỉ mất thêm khoảng đôi triệu nữa thôi thì anh em mình sẽ vẫn dùng cái quỹ đấy thì bớt những phần nọ phần kia đi, miễn là cho mấy mẹ con nó ổn định được lâu dài là cái đẹp nhất. Đấy, chứ bây giờ mà di rời đi chỗ khác thì cũng không có một cái chỗ nào để mà ở nữa rồi. Mà đang ở đây rất là quen rồi, cuộc sống đang cũng ổn định rồi mà phải di rời nó cực kỳ khó. Bà Hiền thì cũng có một cái ý, cũng gọi điện rồi thì cũng nói chuyện với anh em mình rất là nhiều. Cũng muốn là anh em mình xem là cái này thì cũng chỉ là ý tưởng thôi, là muốn là cho chở là lên gọi là ở thuê với bà cụ kia. Nhưng mà cũng có rất là nhiều cái lý do mà không thể xử lý được theo cái chiều hướng đấy các bạn, vì là bà cụ thì cũng có tuổi rồi. Đấy. Và hai mẹ con chở thì còn lại cháu nhỏ nữa. Và cái thứ ba nữa là cũng không biết là bà cụ anh em rồi họ mạc như thế nào. Chỉ biết là bà không có con cái thôi, không có con cái, người thân lân cận là không có, nhưng mà cái người cùng họ là vẫn có. Nhỡ đâu cô Mỹ hôm cô cũng nói rồi là người Mông thì đôi khi là bình thường không sao đâu, khi mà liên quan gì đến cái nhạy cảm nhất đó là đến đồng tiền. Khi mà tự nhiên một người mà không có cái gì, lúc khổ thì không anh em nào giúp, mà đến lúc mà được cái sự trợ giúp từ bên ngoài rồi họ lại vào họ
quấy phá, họ đòi nọ đòi kia thì rất là phức tạp. Nên là nếu mà được cái phương án là người ta cho mình ở lâu dài thì là cái phương án tốt nhất. Thì 1-2 triệu thì có lẽ là cũng sẽ vẫn hỗ trợ được cho Trở. 1-2 triệu được 1-2 năm thì là cũng là đẹp rồi. Đến lúc đấy là cả một quãng thời gian rồi thì sẽ có nhiều cái thời gian, cũng sẽ có nhiều cái phương án để mà em Trở tính tiếp. Bây giờ thì mình cũng chỉ biết là đến đâu tính đến đấy thôi. Vì là bây giờ lo nhất là cái việc cho Trở sinh em bé đã. Ở đây 1 triệu. Em chú về thì sang nói chuyện xong là đưa cho chú nha. Em bảo chú ơi, chú cho cháu ở thêm 1-2 năm nữa thì tiền thì cháu sẽ xin các anh là gửi chú thêm nhá. Vâng. Để người ta đỡ, bao giờ cũng vậy thôi, người ta thấy mình, người ta đã cho thuê rẻ rồi mà quá lâu không trả tiền thì người ta cũng rất là sốt ruột. Mặc dù có tốt đến mấy đi chăng nữa thì cái việc gì nó ra việc đấy, tiền nó vẫn phải là tiền thôi nhá. Em cầm cái số tiền này xong đấy là sẽ giải quyết với chú. Cảm ơn nhá. Cảm ơn hay. Cảm ơn các bà thôi. Cháu cả ơi, các bác và các bà nữa. Cho tiền cho Trở nữa. Trở cả ơi. Để tối nữa em mang cái tiền này dạ cho cái chú. Nữa thì hết rồi. Rất là ấy nhỉ, vào mấy lần mà không gặp ông ấy. Ông thì suốt ngày đi là tối nó mới về. Được rồi, để hôm nào anh sẽ vào khác giờ đi, lệch giờ đi một tí xem lại có gặp được anh ấy không. Mới lại vào để xem là mà ông bố chồng em ở nhà thì còn anh sẽ vào sẽ xuống nói chuyện nhá. Để mấy hôm nữa nó ở nhà thì hay anh lại xuống thì mình hôm nào bố ở nhà thì gọi cho bọn anh. Vâng. Đúng rồi đấy. Biết điều bọn anh vào. Vâng. Cứ bố ở nhà thì gọi cho anh. Vâng. Đấy, để anh sẽ bố trí anh vào, sẽ thử nói chuyện với bố em xem sao, biết đâu các em thì không biết cách nói thì cũng không giải thích được cho ông hiểu thì nó khác, biết đâu bọn anh lại nói được. Nhưng mà ông không biết nói tiếng Kinh. Nhưng mà nghe tiếng Kinh có hiểu không? Nghe chắc là không hiểu. Không hiểu hả? Vâng. Khó nhỉ. Con trai Út là nghe được đúng không? Nhưng mà đi làm rồi. Em không ở nhà. Đi làm rồi. Vâng. Không thì em xuống em phiên dịch thôi. Để mà hôm nữa hai anh xuống thì mình. Mình cũng xuống xong mà em có anh nói nào thì em nói lại cho bố như thế. Vâng. Mà nói phải rõ ý nhá. Vâng. Cái đẹp nhất là nếu mà được cô Mỹ, cô Bí Thư đi cùng ấy. Thì nếu mà cứ bố em ở nhà đi, gọi cho anh sẽ nhờ cô Mỹ xem là như thế nào. Nếu mà cô xuống cô nói được thì tốt nhất. Thật ra cô Mỹ là có người nó có tiếng nói các bạn. Nên là cô Mỹ là nó biết dịch tiếng Kinh đó. Cô ấy... em thì em có cũng biết ít thôi. Hai nữa là bố chồng thì đang ghét thì cũng khó. Dịch có dịch tốt đến mấy thì cũng không ưng ấy, kiểu như vậy. Được rồi, cứ để cứ bố để ở nhà đi nhá. Để mấy hôm nữa bố ở nhà thì gọi cho hai anh. Rồi thế thôi, nhớ đến chủ nhật này là cái lịch. Vâng. Đi kiểm tra tiếp thì cứ vâng. Xuống có gì alo cho anh nhá, gọi vâng. Cho anh thì anh sẽ cứ đến cái phòng khám đấy vì lần trước mình đã khám ở đấy rồi. Vâng. Cầm cái tờ giấy hôm nọ đi nhá. Vâng. Cái tờ giấy đi để đưa cho người ta để người ta đối chiếu lại cái kỳ trước và cái kỳ này. Đấy. Mình khám được ấy thì mình sẽ yên tâm hơn, kể cả trong trường hợp mà không kịp đến bệnh viện, đẻ ở nhà thì cũng yên tâm. Đấy, đẻ ở nhà thì xem là có cô Mỹ đấy thì cứ điện nhờ cô một câu. Vâng. Đấy thì cô là cái người cán bộ ở thôn rồi, cô sẽ biết nhiều hơn nhá. Vâng. Còn nếu mà
thấy hiện tượng mà kịp đi viện thì em cứ gọi xe đi thôi. Vâng. Gọi xuống dưới đấy thì anh, một là anh đưa tiền trước cái thời điểm đấy. Cái đấy là phải do em thôi, em phải cảm nhận trong người em như thế nào để bọn anh biết. Để lúc đấy xem có đi kỳ thì đi kỳ bệnh viện, đi kỳ thì ở nhà. Sẽ căn cứ vào cái phiếu khám thì người ta căn cứ vào tuần, đấy, bao nhiêu tuần, tầm nó xê dịch bao tuần đấy thì bọn anh sẽ biết, bọn anh sẽ căn thời gian và sẽ đưa cái khoản tiền cho em. Cái tiền thì giữ thế nào là do mình đấy nhá. Vâng. Mất là phải chịu đấy nhá. Vâng. Một là nhờ cô gửi chỗ cô Mỹ cái kìa, đến hôm nào đi đẻ thì điện cho cô và cô cho cháu xin lại cái tiền đấy. Không. Vâng. Để ở nhà này không an toàn đâu. Em cũng biết ở nhà này không an toàn. Hôm vừa rồi đấy các bạn có một ít đồ vừa mấy anh em vừa mới hỗ trợ cho thì đã bị khác, người ta vào người ta lấy hết sạch rồi, trộm hết mất rồi. Thôi cố gắng thôi nha. Vâng. Có lẽ là video này thì cũng hôm nay vào anh em mình cũng giải quyết thêm một cái việc nữa cho mẹ con nhà em chờ, giải quyết tiền thuê nhà thuê đất một năm. Còn việc mà có được thuê thêm hay không thì anh em mình sẽ cố gắng gặp chủ đất, và cũng một phần là cũng phải do chờ thôi, chờ sẽ tự đàm phán, và một phần anh em mình sẽ nói thêm, sẽ xin thêm được. Nói chung bây giờ ở được càng lâu thì sẽ càng có lợi cho mấy mẹ con. Và video này thì anh em cháu cũng xin chân thành cảm ơn bà Hiền đã có ý sẽ sau này sẽ mua cho Trở một bộ bếp ga. Thì khi nào mà hỗ trợ, khi nào mà mua, anh em mình sẽ có một video để mà cảm ơn các nhà hảo tâm. Còn bây giờ thì xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại những video lần sau. Chào, xin chào các bác.